Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh nhà Thiên Nguyễn ở Đô Hải Dương. Hôm nay thì tôi xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con gia đu cát séc vô cùng là nổi tiếng, và đặc biệt con này là một trong những con ở những thập niên 90 là những cỗ máy kiếm tiền, hay là một trong những cỗ máy chuyên in thâu băng các bác nhé. Nó là một trong những dòng sáp được in thâu băng được đánh giá là chất lượng rất là tốt, nó gần như là tốt nhất luôn các bác nhé. Thì trước mắt các bác đây là một trong những con sáp là những thập niên 90 là cỗ máy kiếm tiền. Vâng, trước mắt các bác thì đây là một em sáp GF490. Em này có cái tông màu đỏ hết sức là đẹp và hết sức là mới. Con này thì sử dụng hai cửa băng, hai băng sóng AM và FM. FM của con này là full 108 luôn các bác nhé. Em này có hình thức màu đỏ nhưng còn rất là mới. Thông thường thì các cái màu đỏ này theo thời gian thì nó sẽ không đồng đều. Ví dụ cái chỗ trên này nó sẽ không đỏ, ở dưới này nó sẽ đỏ, hoặc là trước này không đỏ, ở phía bên cạnh thì đỏ, ví dụ thế. Tức là cái sự lão hóa không đồng đều thì cái đó là đương nhiên của thời gian. Thế nhưng mà với em này thì được giữ được một cách rất đồng đều và mới. Đây, tôi xin phép được gửi đây cho các bác nhìn một cách rõ ràng hơn. Đây, các bác nhìn rõ chưa? Em quay ngửa mặt lên trời cho các bác nhìn thấy được. Đó, các cái đường viền lớp mạng của nó còn rất mới các bác nhé. Đấy, tất cả các đường viền lớp mạng rất mới luôn, xứng đáng để các bác sưu tầm. Sáp GF490 các bác nhé, 490R. Tất cả các hệ thống rung nút của nó còn rất mới luôn các bác nhé. Đây, các bác nhìn tinh này. Ở phía bên trên này các bác này, các cái hệ thống tay núm rất là mới. Đây các bác này, rất là mới luôn các bác nhé. Con này thì cái là mới đồng đều, tổng thể là mới đồng đều các bác nhé. Đây, vỏ, anten, tất cả đều mới hết. Đây các bác nhìn tinh hệ thống lắp cái lối AV của nó này, đều là rất là mới các bác nhé. Cái quy trình bảo dưỡng thì các bác đã biết rồi, ở đây là một trong những nơi bảo dưỡng kỹ nhất, không dám nói kỹ nhất Việt Nam nhưng nằm trong top những người kỹ nhất Việt Nam. Đấy, thì các bác biết rồi, cái quá trình bảo dưỡng thì cũng đã có đăng lên cái video để các bác xem từ đầu đến cuối rồi. Thì bác thấy quy trình bảo dưỡng nó đến mức độ như thế là vô cùng là kỹ lưỡng, từng ly từng tí một các bác nhé, để có những cái sản phẩm chất lượng, sản phẩm đẹp ưng ý ra thị trường thì nó là rất mất rất nhiều công phu các bác nhé. Đặc biệt là những người phải tâm huyết yêu nghề chứ không phải chỉ là làm kinh doanh. Nếu mà làm kinh doanh không thì không thể làm thế được, bởi làm thế khô không các bác nhé. Đấy. Ok, tôi sẽ test các cái chức năng cho bác xem. Đây là phần cắt xét trước các bác này. Về nhà cô chiến từng quen. Đây tìm bài các bác này. Ok, vẫn tốt các bác nhé. Em này thì máy và cơ đều rất mới các bác nhé. Cực kỳ chất lượng luôn. Và em này thì được cái là đáp ứng rất là tốt các cái cửa chạy, đáp ứng rất là tốt các bạn nhé. Vâng, tôi thử cho các bác cửa số 2 các bác nhé. Đây, cửa số 2 nó đẹp. Tôi xin phép thử cùng một băng để các bác trải nghiệm nó chuẩn hơn. Đây, đã lâu không về nhà cô chiến từ đó. Tất cả các cửa này tiếng đều rất hay các bác nhé, đều tiếng đều rất chất luôn. Đây các bác nhìn tinh này, từ em nó mới này mà. Tí nữa tôi sẽ tháo các bác nhìn xem qua cái hình ruột gan của nó, từ rất mới các bác nhé, từ cả hai cái đều rất mới, từ bánh thì zin hết các bác nhé, cái này zin toàn phần hết. Các cái hệ thống lúm của em này rất là mới các bác nhé, rất là xứng đáng luôn. Này lúm nút các bác nhìn này, lúm nút của nó rất mới luôn, sáng bóng trên dương luôn các bác nhé. Ok, đó là phần cassette các bác nhé. Tôi thử các bác cái phần radio đây ạ. Nguyễn Xưởng từng làm quan dưới triều vua Trần Minh Tông,
là bạn thân của danh sĩ Nguyễn Trục. Ông Trần Đình Lộ thì đối với các dự án khách hàng có khả năng trả nợ vay đầy đủ của Nguyễn Sưởng. Trong các phong thư liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến Trần Quang Trị. Hai em này các bạn này. Bán chuyên đề việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ok, phần line in các bạn này. Line in thì các bác ấn hai cái nút này vào phát ra thành line in luôn này. Đây tôi thử line in luôn các bạn này. Đây, line in các bác chỉ cắm ở đây thôi. Một đường line in, đường line out, đây line out, đây line in đây. Đó. Em này thì được cái là tiếng của nó quá chất luôn các bác nhé. Em này thì không cần giới thiệu nhiều, bởi vì cái con này đã được trên kênh quay rất là nhiều cho các bác rồi, mà cũng rất nhiều các bác ưng ý cái chất lượng của nó này. Em này tôi chưa bắt ốc thôi nha các bác nhé. Tôi mới gá thử ốc để tôi tháo các bác cho nó nhanh. Đây, tôi sẽ thử các bác luôn này. Thử chức năng chạy các bác nhé. Bình thường các bác nhá. Đây tôi xin phép được khoảng 5 mét ống đồng vào hút tương không bảo phí lắp đặt lên đến 1,3. Tôi sẽ test các bác cái tôi xin lỗi, tôi sẽ mở các bác xem cái phần ruột gan của nó nhá. Các chức năng của em này đã được test các thứ bình thường rồi. Thì các bác xem cái phần ruột gan của em nó xem là nó có sức đáng đục tiền gạo không các bác nhá. Đây. Cái này tháo thì rất là dễ luôn. Tôi vừa rồi tôi không có bắt ốc. Thế chính vậy quá trình tháo rất là đơn giản các bác nhá. Các bác chỉ bỏ ra 3 giây là tôi đã tháo xong cái đài ra rồi. Nhanh. Ok, đã được tháo ra các bác này. Đây, các bác có thể nhìn một cách rất tường tận đây. Toàn bộ phần máy của nó đây các bác này. Không một hạt cát nhỏ luôn. Cái này thì trên kênh cũng đã có quay cái quá trình bảo dưỡng các bác rồi. Đấy, quá trình bảo dưỡng rồi. Cho nên các bác thấy rằng là nó rất là tỉ mỉ, rất là kỹ lưỡng. Đây, các bác có thể nhìn một cách kỹ về cái đầu từ của em ở đây. Đấy, từ rất mới các bác nhé. Đây, cả hai bên luôn này các bác này. Đấy, từ metan xịn rất là mới luôn, rất là chất lượng luôn các bác nhé. Đấy, máy toàn bộ zin 100% hết các bác nhé. Nói chung là rất chất lượng luôn, các bác bỏ đồng tiền ra là xứng đáng. Ok, em này thì 100% nguyên bản hết rồi. Quá trình bảo dưỡng thì cũng quá kỹ lưỡng, các bác đã được xem rồi. Và hình thức con này thì quá mới, quá đẹp luôn. Để nó tìm được những cái vị trí để các bác chê là gần như rất là khó luôn. Bởi vì em này là một trong em quá mới. Thì tôi xin phép được quay và test cơ bản thế, để bác nào mà quan tâm thì các bác alo sớm nhé. Bác nào mà quan tâm thì alo sớm. Các bác mà alo không được các bác có thể nhắn tin lại nhé, hoặc các bác nháy máy em sẽ gọi lại cho các bác luôn. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác nhé.